thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần mới. Và chủ đề của tuần này sẽ nói nhiều về câu chuyện là liệu cổ phiếu bất động sản sẽ tiếp tục giúp thị trường bay cao hay nó sẽ là một khởi điểm cho một sự điều chỉnh. Thì các bạn hãy cùng theo dõi video này các bạn nhé. Do là tôi đang di chuyển cho nên tôi sẽ quay cái màn hình nhiều hơn và các bạn sẽ nhìn thấy cái màn hình là chính thôi. Và cảm ơn bạn. Các bạn chú ý nhớ cái mini game của cái video này bạn nhé. Hẹn gặp lại. Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với nhịp đập thị trường của tuần mới ngày 6/8/2023. Và chủ đề của tuần này đó là bất động sản sẽ tiếp tục dẫn sóng trong tuần mới hay sẽ thúc đẩy quá trình điều chỉnh của VN Index. Bởi vì tất nhiên những cái gì đã và đang nhìn thấy trên thị trường đó là dòng tiền từ bất động sản thu hút rất là mạnh, phải không nào? Thế thì tất nhiên mỗi một cái video của tôi thì luôn luôn có tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đầu video. Và các bạn hãy đọc tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của tôi đầu video các bạn nhé. Đối với chứng khoán Mỹ trong tuần vừa rồi, chúng ta sẽ thấy rằng là chứng khoán Mỹ đã có một cái giai đoạn hậu chạy nước rút. Tức là nếu các bạn theo dõi video của tôi trong vòng 5-6 tuần gần đây nhất thì bạn thấy chứng khoán Mỹ đã rơi vào quá trình đó là chạy nước rút. Vậy thì sau quá trình chạy nước rút sẽ là cái gì? Đó chính là hậu chạy nước rút. Nghĩa là các bạn thấy là Dow Jones này xong quá trình tăng rất là mạnh thì nó sẽ phải có những cái sự điều chỉnh test lại cái vùng đỉnh trước đó. Và nếu mà chúng ta nhìn chứng khoán của Mỹ chẳng hạn, như là đây là chúng ta xem chỉ số Nasdaq Composite Index, thì các bạn thấy là trong cái quá trình mà nước rút nó kéo vượt cái đỉnh cũ này, điều chỉnh này, rồi sau đó lại tiếp tục là tăng vượt cái đỉnh cũ, và lúc đó mới có những quá trình là tôi gọi là quá trình hậu nước rút, thì nó phải có những sự điều chỉnh và tích lũy. Thì quá trình điều chỉnh và tích lũy này tôi đã nói với các bạn, đây là một cái quá trình tích lũy bình thường của wick up. Nó có thể là một cái quá trình tái tích lũy để tiếp tục đi lên, hoặc là một quá trình tích lũy để phân phối theo cấu trúc phân phối, giống như là VN Index của chúng ta trong giai đoạn từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 3 năm 11 năm 2021 đến tháng 3 tháng 4 năm 2022 vậy. Nhưng mà như Richard Wyckoff trong cuốn mà các bạn đã biết ở chúng tôi có phát hành cái cuốn sách này ấy, thì các bạn nên vào trong shop happy.live này các bạn xem cái đầu tư kỹ thuật. Đây là một trong những cuốn mà các tôi khuyên các bạn nên đọc. Đây này, cái cuốn Wyckoff màu đen này. Đấy. Thì nếu các bạn Wyckoff màu đen và Wyckoff màu vàng này thì tôi đã chia sẻ với các bạn rất rõ là nó là tích lũy để tăng tiếp, hay còn gọi là tái tích lũy, hay là tích lũy để phân phối, thì sau khi quá trình xảy ra và xác nhận của thị trường thì chúng ta mới biết. Thế còn đại đa phần thì chúng ta nhìn thấy là sau quá trình tăng nước rút thì nó sẽ phải có nhịp điều chỉnh thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn ở đây là từ thời điểm tháng 1 năm 2023 đến nay thì Nasdaq đã tăng 40%, và một cái quá trình tăng 41% như thế này thì phải có sự điều chỉnh thích đáng. Theo như một số những cái investor gurus, những cái người mà đầu tư khá là gạo cội trên thị trường chứng khoán Mỹ, thì họ nói rằng là chứng khoán Mỹ sẽ cần phải điều chỉnh khoảng pullback tối thiểu khoảng từ 5-12%. Thì đấy là cái mà thông tin mà họ có chia sẻ trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, và tôi đồng tình với quan điểm này. Các bạn nhìn sang S&P 500 cũng thế thôi. S&P 500 thì các bạn nhìn ha. Thì nó cũng có quá trình leo nước rút, mà bắt đầu thì nó xuất phát từ khoảng tháng 6 trở lại đây, các bạn nhìn thấy không? Nó đã tăng đến thời điểm này có thể nói là tăng 21%, thì thậm chí là VN Index của chúng ta còn tăng hơn cả S&P 500. Đúng không? Từ tháng 1 năm 2023 tăng 21,5%, nó sẽ điều chỉnh là bình thường. Và nó điều chỉnh rồi thì sao? Thì điều chỉnh như vậy có giai đoạn tích lũy lại. Thế thì đấy là cái phần và kết thúc và kỹ thuật. Nếu các bạn đã theo dõi tôi trong khoảng 5-6 tuần gần đây thì chúng ta đã biết về điều này rồi, đúng không? Đã biết về điều này rồi. Thì điều tương tự các bạn cũng sẽ nhìn thấy ở Nikkei chứng khoán Nhật thôi. Các bạn nhìn thấy Nikkei 225, thậm chí Nikkei 225 nó còn tăng khủng khiếp hơn, tăng 31% và nó sẽ mới điều chỉnh, đúng không?
quá trình mà tăng nước rút này thì bao giờ cũng phải có sự điều chỉnh và điều chỉnh thích đáng đấy. Và Korea của Hàn Quốc cũng vậy, cao quy 11 đấy, 11 cái cổ phiếu hàng đầu Trung Quốc của Hàn Quốc nó cũng tăng rất mạnh, bạn nhìn thấy không đấy. Nó phải có điều chỉnh thích đáng, rồi cái quá trình này là quá trình tái tích lũy lại, rồi sau đó lại vượt đỉnh, rồi sau đó lại bị dập vào trong cái kênh giá. Tất cả những quá trình như vậy, có thể thời gian tới VN-Index của chúng ta hay là Dow Jones hay Nasdaq nó sẽ đi theo cái mô hình như vậy. Còn về lý do để điều chỉnh thì ai cũng biết rồi, lý do điều chỉnh thì luôn luôn có nhiều lý do. Và hiện nay thì có một thông tin đấy là chứng khoán Mỹ đang được định giá quá cao và có nguy cơ lao dốc. Thì cái này là một cái thông tin trên bài báo thôi. Đây là một cái chỉ số của ông Buffett, nó gọi là chỉ số vốn hóa thị trường trên GDP. Thế thì theo Business Insider đấy, một cái chỉ báo ưa thích của huyền thoại đầu tư Warren Buffett hiện nay đang nhấp nháy báo động đỏ. Và ông lấy cái công thức rất đơn giản, đó là lấy tổng vốn hóa thị trường chứng khoán Mỹ chia cho GDP của Mỹ tính theo đô la. Thì ông nói rằng là nếu mà cổ phiếu Mỹ sẽ ở giá hợp lý nếu như chỉ số này mức 100%, tức là vốn hóa thị trường bằng tổng GDP, tức là khoảng 18-19 nghìn tỷ. Và giới đầu tư thì sẽ có lãi nếu mua 70-80%. Còn nếu như ngược lại, nhà đầu tư đang chơi với lửa nếu như tổng vốn hóa thị trường lên tới hơn 200%, hoặc quanh mức 200% GDP. Đấy. Thì cái đây là cái chỉ số ưa thích của ông, viết trên tạp chí Fortune năm 2001. Và ông đã từng mô tả chỉ báo này là một chỉ báo gọi là tốt nhất ở trong bất cứ thời điểm này. Và trong khi đó thì các cái dữ liệu của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ cho thấy là GDP quý 2 của nước này chỉ ước tính là đạt là 26.840 tỷ. Như vậy thì chỉ số Buffett hiện tại nó đang là khoảng 171%, có nghĩa là vốn hóa thị trường là hiện nay là 26.840 nhân với 1.71% đấy. Thì đây là lý do hợp lý để điều chỉnh thôi, và đấy là lý do đấy. Ngoài ra thì về vấn đề về lãi suất thì các bạn cũng không cần phải quá là lo lắng nữa, khi mà giới đầu cơ và giới đầu tư đang cá cược rằng là Mỹ sẽ tăng lãi suất lần cuối cùng rồi. Mặc dù vậy thì cá nhân tôi vẫn nói rằng là cái câu trả lời lấp lửng của ông Powell về cái việc là it depends, tức là nó phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, số liệu việc làm, đặc biệt là lạm phát ấy, nó là một cái câu trả lời mở. Cá nhân tôi vẫn nghĩ rằng tháng 11 sẽ có một lần tăng lãi suất nữa, trước khi có đợt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 3 năm 2024 và tiếp tục đưa Đảng Dân Chủ nắm quyền tại Mỹ. Bởi vì hiện nay nhìn Đảng Cộng Hòa thì không có thấy triển vọng gì về ứng viên, đúng không? Đấy. Chúng ta cũng thấy rằng là các cái quan chức của FOMC hay quan chức Fed thì họ đang có những cái chia sẻ thế này này. Chẳng hạn như là theo như hai quan chức gần nhất có chia sẻ, đó là ông Rafael Bostic, chủ tịch Fed của Atlanta, thì ông cho rằng là nền kinh tế sẽ giảm tốc một cách có trật tự, in order. Và số liệu việc làm tạo mới hiện nay là 187.000 việc làm trong tháng vừa rồi, nó thể hiện cho cái xu hướng đó, tức là nó giảm tốc từ từ, không rơi vào suy thoái đâu. Đấy. Và ông cũng nói rằng là ông cảm thấy rất là thoải mái, ông không kỳ vọng là đà giảm tốc sẽ diễn ra trong một thời gian ngắn. Đấy. Và theo ông thì Fed không cần nâng lãi suất thêm. Còn trong một cái diễn biến khác thì ông Austin Goolsbee, ông này là chủ tịch Fed của Chicago, thì ông cho biết rằng là các quan chức Fed hiện tại của FOMC thì cần phải kiên nhẫn về cái quá trình kéo giảm lạm phát và hy vọng rằng lạm phát sẽ giảm 2% mà không gây ra suy thoái. Đấy. Và theo ông thì Fed cần nghĩ sớm về thời điểm ngừng tăng lãi suất và duy trì cái lãi suất cao này trong vòng bao lâu. Phát biểu như này, ông nói rằng là thay vì tranh luận về mức lãi suất đỉnh sẽ là bao nhiêu, sau bao nhiêu lần tăng lãi suất, thì chúng ta bắt đầu nên nghĩ về câu chuyện là chúng ta sẽ duy trì cái lãi suất cao này trong bao lâu. Nghĩa là ông muốn là đừng dọa thị trường nữa bằng cái việc tăng lãi suất, mà bây giờ đưa ra một cái thông điệp là chúng tôi sẽ duy trì cái mức lãi suất cao này bao lâu để lạm phát nó hạ nhiệt, cái vào vòng xoáy tăng lương. Đấy. Nhu cầu việc làm tăng lên, lương tăng, lạm phát tăng, vân vân, nó không gây hại cho nền kinh tế Mỹ. Trong bối cảnh đó thì các bạn thấy Ngân hàng Trung ương Anh cũng tăng lãi suất lần thứ 14 liên tiếp rồi. Và họ cũng đã lên đến mức 5,25%
mức cạnh tranh với lại Fed của Mỹ. Thế thì tôi thấy rằng là các cái cổ phiếu, tôi đã review các bạn về cái các cái index của nó rồi, thì tôi sẽ review các bạn sơ qua các cái cổ phiếu của Mỹ. Thì các bạn thấy là như Microsoft là gãy rồi. Gãy ở đây thì có thể chưa gãy luôn đâu, nhưng mà nó tái tích lũy lại bình thường. Tesla thì các bạn thấy tôi review các bạn, lúc tôi thấy nó rất là thần kỳ, nó tưởng nó gãy, nó vẫn kéo đánh hai đỉnh, rồi sau đó mới gãy. Thì nó sẽ phải theo đà của Microsoft thôi. Tương tự như là Nvidia với câu chuyện chip cho cái AI, trí tuệ nhân tạo, nó tăng quá trớn, tăng gấp gần 5 lần, thì bây giờ nó cũng phải có sự điều chỉnh tương thích. Đặc biệt, cá biệt là Facebook. Facebook thì tôi nói các bạn, không phải tôi làm nền tảng trên YouTube đâu, mà tôi rất chê Facebook. Nền tảng này ngày càng kém hiệu quả trong việc giao tiếp với lại những cái bạn bè và khách hàng của mình. Không thúc đẩy doanh nghiệp quảng cáo nhiều trên Facebook. Cho nên cái việc tăng cái giá của Facebook là rất ảo, dựa trên cái việc cắt cost của Mark Zuckerberg vào cái quá trình lậm vào cái câu chuyện Metaverse trong cái giai đoạn đại dịch, đúng không? Nó tăng giá thì tất nhiên là cái câu chuyện từ 88 lên 320 đô thì cũng tăng 4 lần. Và đây là một cái siêu cổ phiếu, nếu mà tính chưa đầy một năm, của giới đầu cơ. Nhưng mà nội tại của cái công ty này thì thực tế với các bạn là mạng xã hội Facebook thì ngày càng kém. Nhưng thôi, đây là cái ý tôi nói là rồi nó cũng sẽ có những sự điều chỉnh. Đấy là đối với lại các cái cổ phiếu và chứng khoán Mỹ. Thế thì còn các lớp tài sản khác thì tôi đã chia sẻ với các bạn cách đây khoảng 4 tuần, tôi nói dầu và vàng tạo đáy ngắn hạn và tăng. Thì các bạn sẽ review, các bạn thấy rất rõ. Gold thì đây, gold thì bạn thấy là nó tạo đáy ngắn hạn từ cách đây khoảng 3 tuần trước tôi đã nói, và nó tăng và vẫn duy trì cái xu hướng tăng. Nó vẫn là duy trì xu hướng uptrend thôi. Còn đối với lại nếu các bạn xem Brent Oil đi, giá dầu thì cách đây khoảng độ tầm 4 tuần tôi đã nói về cái câu chuyện là nó hình thành 5 cái đáy ở đây, và cái giá nó tạo một nền rất vững như này. Và tôi không kỳ vọng là kinh tế thế giới và kinh tế Trung Quốc nó rơi vào suy thoái. Mỹ rơi suy thoái thì nó sẽ bục ngay cái 70.9. Thì bây giờ nó đã hồi phục và nó tăng lên cái mức như chúng ta đã trao đổi cái đây khoảng 2 tuần. Đấy là đang ở cái mức 85-86 đô một thùng dầu rồi. Và điều này rất có lợi cho những cái cổ phiếu dầu khí của Việt Nam và trên thế giới nói chung. Đấy. Bitcoin thì sao? Bitcoin thì vẫn duy trì cái quan điểm là Bitcoin đang trong quá trình tích lũy sau khi vượt đỉnh năm 2 tuần thôi. Nó vượt đỉnh năm 2 tuần nên bây giờ nó tích lũy. Trong giai đoạn này nó cứ 29.000 sau đó nó lên 29.800 vân vân. Thì nó vẫn đang duy trì cái đà uptrend thôi. Bitcoin vẫn đang duy trì đà uptrend. Đấy, nhưng mà cái đà uptrend này có giữ và tiếp tục tăng lên không thì Chúa có biết được nó phải là stablecoin chưa, hay là nó sẽ có những đột phá thì phải đợi thôi. Đoạn này mua bán ngắn hạn đều rất dở. Đấy. Đây thì tôi muốn cập nhật thêm các bạn một chút nữa, đặc biệt các bạn quan tâm về lạm phát. Thì theo tôi thì Fed sẽ phải tăng lãi suất thêm một lần nữa, cá nhân. Bởi vì cái giá dầu nó vẫn là một cái câu chuyện, nó sẽ neo ở mức cao và kéo dài. Do OPEC tiếp tục cắt giảm sản lượng và giữ nguyên cái chính sách sản lượng dầu mỏ, tức là thắt chặt để đấu lại với Mỹ. Và mức giá dầu của người ta hiện nay ấy, nó vẫn là 86 đô một thùng dầu này thì rất có lợi việc khai thác. Việc khai thác và chế biến. Mà đương nhiên thì nó vẫn đẩy cái giá của hàng không này, giá thực phẩm ở mức cao. Đặc biệt là theo Tổ chức An ninh Lương thực, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, FAO đó. Họ nói rằng là đầu tiên trong 9 tháng giá lúa mì tiếp tục tăng. Nghĩa là cái câu chuyện về dầu lửa và cuộc chiến lạm phát chưa dừng lại. Và tôi tin rằng là Fed còn phải tăng thêm một lần lãi suất nữa và giữ lãi suất mức cao hơn so với dự kiến của thị trường. Thì do gì? Do El Nino hạn hán này, do cái chính sách của OPEC cộng đấu lại với lại Mỹ này, trong cái Ngô Thục Ngụy 4.0 đấy. Các bạn có thể xem lại cái video của tôi từ rất lâu, tôi nói về cuộc chiến Ngô Thục Ngụy 4.0, Thái Phạm
bạn search thì bạn sẽ xem lại các video này, bạn sẽ thấy tôi đã nói một năm trước tôi nói về vấn đề này, và nó thực tế là nó đang diễn ra theo đúng như vậy, và rất khó để cái câu chuyện giá cả nó hạ nhiệt. El Nino rồi Trung Quốc cấm xuất khẩu, Nga cấm xuất khẩu gạo vân vân, nó đẩy đẩy cái giá ngũ cốc và giá lương thực lên, tiếp tục khiến cho Fed phải giữ cái mức lãi suất ở mức cao. Thế giờ đấy là cái cập nhật về cái tình hình kinh tế và tình hình đầu tư kinh doanh của quốc tế. Thế thì quốc tế chắc nó sẽ ảnh hưởng đến tư duy của người Việt Nam, nhưng không phải không. Ở Việt Nam thì các bạn thấy rồi, đó là chúng ta thì cứ bảo là chúng ta miễn nhiễm với thế giới, nhưng mà tâm lý của người Việt thì đa phần là những nhà đầu tư mới và chịu tác động của bên ngoài. Tất nhiên dòng tiền thì vẫn rất đang mạnh mẽ, các bạn thấy không? Dòng tiền điên luôn, đúng không? Gọi là quá mua, siêu quá mua. Đấy, thì ngay từ cái tuần trước thì tôi đã chia sẻ với bạn rồi. Tôi bảo là cái vấn đề đây các bạn xem này. Trong tuần trước tôi nói dòng tiền tiếp tục sục sôi trong tuần mới mà. Nếu các bạn xem lại cái video này, và thậm chí bạn xem cả cái video trước đó 2 tuần, là VN Index trước ngưỡng cửa vượt 1.200 điểm. Hay trước đó nữa thì tôi sẽ nói là đi trên băng mỏng đấy mà. Thị trường nó đang ở trong cái giai đoạn gọi là các bạn thấy là nó cứ tăng nước rút. Đấy, nó gọi là đi trên working on the band này. Đấy. Thì bây giờ nó có những cái dấu hiệu chưa? Thì thực tế là nó cũng đã quá siêu quá mua rồi. Thế nhưng mà tôi cũng đã chia sẻ là chúng ta không đoán thị trường, mà chúng ta thấy rằng dòng tiền tuần vừa rồi nó vẫn rất là sục sôi. Đấy. Kéo nước rút, và đặc biệt là tiền chảy vào nhóm bất động sản quá mạnh mẽ đi. Đấy, quá mạnh mẽ đi. VIX chỉ có cái tin niêm yết IPO tại Mỹ mà tăng trần 1 phiên, 2 phiên, tính cả phiên này nữa là 3 phiên tăng trần, kéo cái cổ phiếu tăng quá nóng. Thậm chí Fed có thể kéo lên 70, hoàn toàn là VIX có thể kéo lên 70. Rồi Novaland trong tuần vừa rồi trông thế này thôi, nhưng mà tăng rất kinh đấy. Các bạn nhìn trong 2 tuần vừa rồi là bạn thấy Novaland này, từ cái vùng mà chúng tôi giải ngân trong nhóm hội viên Platinum thì đến thời điểm này nếu chốt non thì cũng phải được là tầm 25%. Đấy. Còn bây giờ một số bạn cầm ở tài khoản đuôi 1 thì các bạn đã lời 34% rồi. Tôi thì lời ít hơn. Nhưng mà trong nhóm hội viên thì tôi cho anh em cũng mua cái cổ phiếu này thì thấy rằng là hiệu quả cũng rất là cao. Thì bây giờ mới nói, vì thực ra nhóm hội viên Platinum thì chỉ dành cho những người mà tôi sẽ nói trực những cổ phiếu như vậy vào trong nhóm hội viên thôi. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là dòng tiền nó chảy vào nhóm bất động sản rất là mạnh. Và thực ra thì ngoài Novaland ra thì các bạn sẽ thấy là có DIG này, nó tăng này, đất xanh tăng này. Đấy, thậm chí các cái cổ phiếu mà penny móc cống như là Hoàng Quân cũng tăng trở lại. Đấy. Thì nó kéo theo những cái gì? Những cái hệ lụy là index như một cái gã đang bước lên trên băng mỏng ấy. Tăng quá nhanh và siêu quá mua. Thì trong cái tuần này, tuần ngày 6/8 này, thì chúng ta thấy là bối cảnh thế giới nó thế rồi. Liệu tuần này thì nó sẽ như thế nào? Đấy. Quan sát cái dòng tiền của ngày thứ 6 thì tôi thấy vẫn còn rất mạnh. Và có lẽ là tiền đã kéo bất động sản như một mũi tên, nó đã thoát ra khỏi cái cung rồi thì không thể dừng lại được chăng? Tại vì theo tôi thì nó phải có một cái lý do nào đó. Tại sao lại là các cái cổ phiếu bất động sản? Là vì chúng ta thấy rằng là cái nhóm này này là cái nhóm mà hiện nay đang gặp những vấn đề rất lớn về cái nguồn thu. Bởi vì kênh trái phiếu doanh nghiệp hiện nay nó cần thời gian để khôi phục lại niềm tin, nghĩa tính bằng năm, và phần nó tắc nghẽn nguồn vốn, cho nên có khi là cái kênh cổ phiếu lại là cái kênh khơi thông cái nguồn vốn của các doanh nghiệp bất động sản kéo lên để mà phát hành thêm, hoặc là kéo lên để mà bán bớt cổ phiếu ra. Thì chút xíu tôi sẽ chia sẻ vấn đề này. Thế thì trong cái bối cảnh tiền rẻ và lãi suất giảm là liều thuốc vạn năng đối với thị trường chứng khoán, thì
có khi là nó lại còn cần kéo lên. Thế thì như tôi nói này, mặc dù là đã có cái hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ được vận hành vào ngày 19 tháng 7 vừa rồi, khá là kỳ vọng cho sự phát triển của cái trái phiếu riêng lẻ, rồi một số doanh nghiệp như là Vingroup hiện nay đang muốn phát động huy động khoảng 10.000 tỷ cho VinFast. Đấy. Nhưng mà các bạn nhìn cái biểu đồ, cái này là theo báo Đầu tư Chứng khoán. Thì cái bài báo này ngày 5 tháng 8 áp lực đáo hạn trái phiếu rất là cao. Thì các bạn thấy là cái phát hành trái phiếu doanh nghiệp ấy, gần như là tê liệt kể từ thời điểm tháng 10, 11, 12 năm 2022. Và từ tháng 1 đến tháng 6 thì chỉ phát hành được có một lần thành công vào tháng 3 năm 2023 cho bất động sản. Và đến tháng 6 thì thành công chút với ngân hàng bất động sản. Tức là người ta đang giống như là những nhà đầu tư trái phiếu ấy, sau những cái vụ như là Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, rồi những rất nhiều những cái vụ việc trái phiếu khác, thì họ sẽ có những sự nói chung là cũng cẩn trọng hơn đấy. Cho nên cái trái phiếu cũng cần thời gian. Và đây không phải chỉ ý kiến ở trên báo Đầu tư Chứng khoán tôi trích lại, mà tôi cũng trích lại thêm ý kiến của chuyên gia trên báo Đầu tư Chứng khoán đấy, thì cũng là vào lúc 3 giờ chiều thì có một cái tựa đề trên báo Đầu tư Chứng khoán là thị trường trái phiếu doanh nghiệp trở lành vết thương. Tôi cũng rất là đồng tình với điều này, bởi vì sau giai đoạn bùng nổ thì sau những vụ lùm xùm thì nó thị trường nó bị tổn thương rồi. Đấy, báo nó cũng đăng là chịu tổn thương, nên nghĩ là các vấn đề sau này khi phát hành trái phiếu nó khó khăn hơn thì thôi thì đành phải làm sao, đành phải kéo cổ phiếu lên thôi. Bởi vì hiện nay trên thị trường có khá là nhiều nhà đầu tư mua mới vào thị trường từ cái kênh tiết kiệm nó rẻ đi vào, thì họ sẽ mua bất chấp định giá chăng. Đấy. Theo thống kê hiện nay có khoảng tháng 7 là có 151.000 tài khoản mở mới chứng khoán, và nó tăng so với lại tháng 6 đấy, hơn 3%, nghĩa là cái tốc độ mở mới vẫn là tốt theo báo Vietstock. Và tôi nghĩ rằng nếu nhà đầu tư mới mua bất chấp định giá thì cuộc chơi của bất động sản kéo lên thì chả biết khi nào dừng. Bạn thấy tim ngắt đấy, tím từ Novaland, Vic đến cả những cái cổ phiếu như là Hải Phát gì, Hoàng Quân, đúng không? Những cái đó thì thôi tí xíu tôi sẽ nói. Thế thì cái đó là một cái mà các bạn phải lưu tâm. Đấy. Tuy vậy thì tôi lại tin rằng là thì bất động sản dẫn dắt nó giống như mũi tên đã bị bắn đi rồi ấy, nhưng mà phải lưu ý những cái cổ phiếu nhỏ tính đầu cơ cao nó rất nguy hiểm. Ví dụ cái tin tức là 3 dự án xã hội của Hoàng Quân bị thu hồi này, cộng với lại chủ tịch Trương Anh Tuấn và công ty liên quan muốn thoái vốn đăng ký hết, bán hết 19 triệu cổ phiếu thông qua hình thức thỏa thuận ấy, vân vân. Mục đích là cân đối danh mục đầu tư, thì thực sự các bạn là chủ tịch mới đi bán hết cả công ty, thế thì chả biết là vì lý do gì, nhưng mà như thế thì không được. Thế các bạn đu chẩn vào đây, những cái phiên như ngày thứ 6 này, nói thực sự các bạn đánh theo kỹ thuật, kỹ thiết các thứ không? Thì nói một cái cổ phiếu mà bây giờ kỳ vọng là được hưởng lợi từ nhà xã hội nhưng mà lại bị thu hồi, xong rồi chủ tịch ấy bán hết, thì bạn chả biết lý do gì, các bạn đù vào đây nè. Tất nhiên tôi nói như vậy không nghĩa là ngày mai cổ phiếu này sàn, nên tôi cũng chả có nhu cầu như thế. Nó tăng giảm theo thị trường. Nhưng cá nhân tôi thì chả bao giờ tôi tham gia vào những cái cổ phiếu này. Thế mọi người mới hỏi là ủa anh có vấn đề gì với lại cái công ty này không? Bảo tôi chả có vấn đề gì với công ty này hay là với chủ tịch cái gì cả. Nhưng mà tôi thấy rằng là cái này nó không ổn tí nào. Cũng giống như hồi xưa tôi nói về vấn đề FLC Ross 2 rồi KLF của nhóm Faros, thì thực sự với các bạn rằng là nó cổ phiếu không chất lượng. Thì tất nhiên là cổ phiếu không chất lượng thì nó sẽ có những nhóm đầu cơ riêng của nó, chứ không phải không. Nhưng mà mình không thể nào mà là một nhà đầu tư có thâm niên mình lại đi ví dụ hướng những cái người đầu tư vào những cái cuộc chơi của cái đầu cơ như vậy. Cũng giống như tôi nói, cũng comment trên cộng đồng tôi nói là nó giống như là cái câu chuyện mình đi ra đường đây,
Nếu mà mình thấy một cái vụ tai nạn xảy ra trên đường thì sẽ có cái người có hành xử là thôi kệ vậy, mình cứ đi, đấy là việc của người khác, mình của mình. Nhưng sẽ có người dừng lại và đưa cái người bị thương lên xe, hoặc là gọi điện thoại cho ambulance cấp cứu. Thì tôi cũng chả biết được để đánh giá là cái nào là đúng, cái nào là sai. Nhưng mà về mặt ít nhất về mặt đạo đức thì cái việc giúp đỡ người bị nạn đó là việc đúng. Thì tôi nghĩ rằng đối với thị trường chứng khoán vậy, thấy những cái gì mà nó không hợp lý và nó mang tính chất lừa đảo, hoặc là nó không phải là lừa đảo, nó chả phải lừa đảo, nhưng mà nó là một cái mà đầu cơ quá cao mà mọi người sẽ không có kết cục tốt, thì mình sẽ nói. Có người chọn thôi chả ảnh hưởng gì thì cứ bỏ qua. Thì thôi, thì đấy là cái cách mà chia sẻ ngoài tính cách thôi. Thì các bạn cũng cứ cẩn trọng cái chuyện đó. Đây là cái video mà như tôi nói ngay ban đầu trong cái tuyên bố miễn trách của tôi ngay đầu video đấy, là cái quan điểm trong cái bài viết video này là quan điểm của cá nhân tôi, và tôi có thể không đúng, nhưng tôi sẽ góp thêm các bạn nhiều góc nhìn, và các bạn thành công bạn cảm ơn tôi sau. Thế thì tuần vừa rồi thì nước ngoài mua bán như thế nào? Chúng ta thấy là nước ngoài thì tuần vừa rồi nhá, trong 5 ngày đây theo công cụ Shop Pro thì nước ngoài bắt đầu mua dòng ít hơn, chỉ khoảng tầm gần 80 tỷ thôi. Tự doanh thì vẫn khá là máu khi mua dòng đến 1.600 tỷ. Khá là mạnh đấy, đúng không? Hợp đồng long và short của tự doanh bây giờ thì để tự doanh đang mua để cover lại những hợp đồng short thì đại khái là thế. Vậy thì cái vùng này là vùng như thế nào? Thực sự là tôi thấy là vùng này bây giờ nó là vùng cao và không phải còn có vẻ nguy hiểm nữa, mà nó có rất nhiều hiểm nguy rồi. Có nhiều hiểm nguy rồi. Tất nhiên câu chuyện vẫn là chốt lời xong thì bạn sẽ làm gì với tiền. Tương lai thì chúng tôi vẫn nghĩ rằng thị trường sẽ vẫn lên. Nhưng mà trong ngắn hạn nó thì giống như Mỹ, giống như Nhật, giống như Hàn, kéo nước rút thì kiểu gì nó cũng phải có những lúc nó phải dừng. Theo chỉ báo tâm lý tham lam và sợ hãi của chúng tôi thì hiện nay nó là 84 rồi và rất là cao. Đối với hành động của tuần mới ngày 6 tháng 8 thì tôi vẫn duy trì quan điểm lạc quan thận trọng, đó là trong mưa thì có mùi hơi ẩm và tăng giá thì có mùi hơi sợ. Và có việc kéo nước rút kể cả chỉ số VN Index và GN30 thế này thì sớm muộn thôi. Nhưng mà càng sợ có khi nhà đầu tư mới lại bất chấp định giá lại mua lên. Đấy. Có khi tôi nói về Hoàng Quân nghi ngày mai nó lại tăng trần, chả biết được. Bởi vì trong mưa thì có mùi hơi ẩm, trong tăng giá thì có mùi hơi sợ, chủ tịch càng bán càng tăng. Và công ty này, đấy, như công ty này là còn bị khởi tố vi phạm nguyên cả một cái khu biệt thự lớn còn tăng trần, đúng không? Chả biết được, nó là thị trường đó quá đầu cơ. Và các bạn sẽ thấy là nhiều lời chế giễu bạn vẫn đang quan sát, kiểu rằng cả đời thành bộ xương khô quan sát vân vân. Chỉ số thị trường giờ nó bước vào vùng siêu quá mua. Thôi thì bây giờ thì chỉ chúc các bạn may mắn thôi. Hiện nay chúng tôi đã cập nhật được, tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng thị trường nó sẽ có phân hóa sau kết quả kinh doanh quý 2. Và các cổ phiếu bất động sản đã có vẻ tăng rất nóng. Thì liệu còn tiếp tục hỗ trợ thị trường để tăng tiếp hay không, hay là điều chỉnh về tích lũy lại? Thì lúc nào xảy ra thì sẽ biết. Nhưng Novaland thì nó cũng đã đạt đến cái mức tăng nóng của nó rồi. VIX thì cũng thế, cùng lắm là sẽ có một cái cây trần nữa lên vùng 7X thôi. Và phục vụ cho, tôi nghĩ là phục vụ cho việc phát hành trái phiếu nhiều hơn là IPO. Thì nói chung là tiền nó giống mũi tên ấy, nó thoát ra thì nó không thể dừng lại được. Mình sẽ biết là nó sẽ tích cực trong dài hạn thì nó sẽ đi lên. Chúng ta cũng phải nói là thị trường nếu có sự tái tích lũy điều chỉnh lại thì nó là cái quá trình bình thường thôi, giống như Mỹ thôi. Việt Nam thì tôi có thể khẳng định với các bạn là đó là một quá trình tái tích lũy đi lên, Mỹ thì chưa biết. Nhưng nó giống như mũi tên mà, đã thoát ra khỏi nỏ thì không thể dừng lại được. Và tôi đã cập nhật được khoảng 1.070 mã có báo cáo kết quả tài chính quý 2, và chúng tôi rất tự hào là công vụ Stop Pro trong phần định phần FA có cả định giá, nhật ký giao dịch vân vân, có những cái watchlist để các bạn theo dõi, có hướng dẫn và các khóa học dành cho các bạn, có mực bức tranh toàn cảnh về thị trường với sức mạnh dòng tiền vân vân, thì có thể giúp cho các bạn theo dõi được hết tất cả những cái cổ phiếu mà đang dẫn dắt thị trường. Đấy. Và có thể giúp bạn kiếm được tiền. Và chúng tôi cũng là một cái trong doanh nghiệp mà rất là thành công trong việc là có thể cập nhật những kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp
từ rất sớm, ngay sau khi nó đã có thông tin trên Ủy ban chứng khoán hoặc là Sở giao dịch chứng khoán thành phố hoặc là trên trang web cá nhân họ, thì chúng tôi nhanh chóng cập nhật trở thành những cái biểu đồ Can Slim và 4M rất dễ dàng như thế này, và những biểu đồ về lợi nhuận. Ví dụ như đây tôi nói về thế giới di động. Đấy, các bạn thấy không? Thế giới di động nhiều khi càng lỗ lại khi giá đây bảo lên ấy, nhưng mà tôi nói giống như phân phối vậy. Gì nó biên lợi nhuận giờ teo top chỉ còn 0,1%. Lợi nhuận bây giờ chỉ còn 17,4 tỷ so với cùng kỳ của quý 2 năm ngoái thì nó chưa bằng số lẻ, đúng không? Số lẻ năm ngoái là 30 tỷ trong 1.130 tỷ thì bây giờ lợi nhuận chỉ còn 17,4. Nhưng giá cổ phiếu thì nó lại ROE thì bây giờ chỉ còn có 6,7% và ROA chỉ còn 6,2%. Đấy, thì do sức mua nó yếu mà. Đấy, thì giá cổ phiếu nó chỉ sụt và nó đi ngang, đúng không? Tôi thì tôi không tham gia vào cuộc chơi đấy, nhưng mà tôi thấy rằng là chúng ta có một cái sự phân hóa về báo cáo kết quả kinh doanh thì các bạn có thể lựa chọn doanh nghiệp tiềm năng trong quý 3 và quý 4 để đầu tư, và chi tiết từng hành động từng mã như thế nào trong từng tài khoản đầu tư dài hạn ngắn hạn sao thì tôi sẽ chia sẻ trong cái gói hội viên Platinum. Và Thái Phạm một lần nữa đối với lại cái điểm tin nhiều động thị trường của tuần mới ngày 6 tháng 8 này, xin chúc các bạn giao dịch một cách lạc quan, may mắn, thận trọng và gặt hái được nhiều thành công. Xin chào và xin hẹn tất cả các bạn. À quên nữa, thì cũng mong là như là một cái thói quen định kỳ hàng tuần, thì mỗi một buổi kết thúc vào thứ 6 hàng tuần thì chúng tôi sẽ có một cái tổng kết và một cái mini game nho nhỏ cho các bạn. Mini game này đó là các bạn hãy dự báo cho tôi, cùng với tôi dự báo là VN-Index kết thúc bao nhiêu điểm vào ngày let's say ở đây là ngày 11 tháng 8 2023. Đấy, câu hỏi đầu tiên, game mini game. Cái thứ hai là cổ phiếu nào thuộc VN30 tăng mạnh nhất. Đấy, tuần trước là các bạn dự báo cho tôi đấy chính là Novaland và VIX, thì chúng tôi sẽ tổng kết, những bạn nào mà trả lời đúng sẽ tặng sách, thì quà tặng là 10 bạn nhé, tương đương với mỗi bạn là mỗi bạn một cuốn sách. Cuốn sách thì ngẫu nhiên chúng tôi sẽ tặng là 5 cuốn thiết kế cuộc đời thịnh vượng và 5 cuốn sách mới. Sách mới của chúng tôi mới ra mắt đó là Đánh thức thói quen để thay đổi chính mình. Thức thói quen thay đổi chính mình. Đây, cái cuốn sách này là một trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng cuộc đời của chúng ta trong sách phát triển bản thân. Tôi sẽ tặng các bạn là cái cuốn thay đổi thói quen đánh thức chính mình và có thể thích cái cuộc đời thịnh vượng này. Thì các bạn nhớ giúp tôi là các bạn khi mà chúng giải nhận sách, các bạn nhớ chuyển tiền ship cho bọn tôi nhé. Bởi vì tặng sách thì cũng phải có người sẵn lòng nhận, chứ còn nếu mà ship tận Sơn La, nhiều khi Cao Bằng, Lai Châu 150.000 tiền ship, lúc lại kêu bận máy không nhận, rồi lại quay trở lại ship thì cái tiền tặng cuối cùng mình đi tặng lại không được người khác nhận, rồi lại phải mất tiền cho cái chuyện đấy thì nó rất là vô duyên. Anyway, thì cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chúc các bạn có một tuần giao dịch thật là may mắn. Và hãy comment cho tôi biết bạn tham gia mini game cho nó vui nhé. Rồi cùng chúng ta cùng dự báo để chúng ta tăng cái khả năng nhận định chúng ta đối với thị trường thôi. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày thứ 3. Và nếu có duyên thì tôi xin hẹn gặp lại các bạn trong cái gói hội viên của tôi. Tức là gói hội viên thì cũng không nhiều người đâu. Và chúng tôi cũng chỉ đưa ra nhóm tinh hoa mà thôi. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.